Có thể thấy là Ấn Độ đang là một trong những thị trường thương mại điện tử và bán lẻ cực kỳ màu mỡ, với dân số đông không thua kém gì Trung Quốc, và lại được đánh giá là môi trường kinh doanh thân thiện, cởi mở hơn với các doanh nghiệp nước ngoài. Dân số 1,3 tỷ người, mỗi năm lại có thêm 100 triệu người dùng Internet. Và cứ mỗi 3 giây lại có thêm một người Ấn Độ kết nối vào mạng. Ấn Độ thực sự là một mảnh đất màu mỡ đối với bất cứ doanh nghiệp thương mại điện tử nào. Khu chợ Chandni Chowk được xây dựng từ thế kỷ 17, một trong những khu chợ cổ kính và lâu đời nhất của Ấn Độ. Những cửa hàng mua sắm đông đúc với đủ loại mặt hàng. Có lẽ máy vi tính hay mạng Internet phải là cái gì đó xa vời lắm đối với các chủ cửa hàng ở đây. Nhưng kể từ vài năm trở lại đây, Google đã phát động chiến dịch lập một trang web mua bán cho các cửa hàng ở Chandni Chowk. Khách hàng dù chưa đến chợ bao giờ cũng sẽ biết đến các cửa hàng ở đây qua trang web. Và Google sẽ giúp các cửa hàng đưa hàng hóa lên mạng, giúp miễn phí. Không chỉ Google mà một ông lớn khác như Amazon cũng thèm muốn sự hiện diện tại Ấn Độ. Sau khi thất bại ở Trung Quốc với chưa đến 1% thị phần trên thị trường thương mại điện tử, Ấn Độ là mảnh đất béo bở duy nhất có thể phát triển tương đương như Trung Quốc. Nhưng không phải là không có sự cạnh tranh từ các tay chơi địa phương. Ví dụ như Snapdeal, được mệnh danh là Amazon của Ấn Độ, hiện đang bán hơn 30 triệu sản phẩm trên khắp đất nước. Một ngày tôi nhận được hơn 20 đơn hàng, hơn rất nhiều so với doanh thu bình thường của tôi khi chưa bán hàng trực tuyến. Ước đoán quy mô thị trường thương mại điện tử của Ấn Độ có thể đạt mức 120 tỷ đô la Mỹ.